Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay tiếp tục gửi đến các bạn gián cuối của Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh và tay độc Quyển Thành Bảo tại giải cờ tướng Vua Cờ Online mùa Covid. Sau khi có hai chiến thắng trước tay độc Quyển Thành Bảo, trong gián đấu này Nam Phương Công Tử chỉ cần hòa là sẽ thắng chung cuộc. Tuy nhiên tay độc lại không muốn điều đó. Mời các bạn thưởng thức gián đấu. Chứ
吃。 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 Xe 8 tấn 4. Chơi đến đây thì tay độc Nguyễn Thành Bảo đã buông cờ nhận thua. Vì nếu cố gượng chơi tiếp lên sĩ để chống đỡ sĩ 6 tấn 5 thì bên đen sẽ chơi xe 6 tấn 2 chặn tượng. Chơi đến đây thì bên đỏ không còn nước nào để chống đỡ. Các bạn vừa xem xong dáng cờ rất hay của Nam Phương Công Tử là Lý Huynh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.